Vâng, và Vâng. như chúng ta thấy được rằng là với việc Z không lên một ta thì Tedan rất là thoải mái lên tank Helion và không không cần thiết xây Thor, thậm chí anh cũng không xây một cái turret nào trong nhà. Đây là một cái lợi thế khá là lớn mà mỗi lần tôi chơi Tedan tôi cảm thấy rất là sung sướng nếu mà bên kia không lên một ta. Còn rất chính xác, cả Protoss cũng cảm thấy sung sướng nữa, chứ không phải chỉ Tây Đan thôi. Thì con Muta khi mà đã thành đàn khoảng tầm 20 con trở lên là đã trở nên rất mạnh rồi. Có thể vẩy một phát chết luôn một turret. Vâng, nhưng mà nhiều khả năng nếu mà engage ở giữa game, hai bên trade con với nhau even và sau đấy đùng một phát con Zac switch tech sang tài sản thì đấy sẽ là khó khăn. Và chúng ta thấy được rằng là một lần nữa một con Medivac đã drop Helion vào trong main base của SKO Hunter và lượng Vâng, tuy nông dân nhiên giết được là không nhiều lắm. tôi nghĩ là chính là ba con thôi. Vâng, và nhà Sprite đang được nâng cấp. Có vẻ như Vigenauti đã không thể chịu nguồn nhiệt trong trận đấu này. Và chúng ta thấy được rằng là Poker Face đang expand và ở phía dưới vị trí mỏ thứ ba là anh đang xây hai cái Planetary Fortress với việc phòng với có hai cái nhà phòng thủ tĩnh rất khỏe như thế này thì việc Jacqueline có thể lao vào tấn công hay bên Link lao vào thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, thế còn nếu là những con như kiểu con Woodlord thì sao? Vâng, đấy là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Vâng, có vẻ như là Poker Face hoàn toàn không biết được là đội bạn lên Woodlord. Tôi thấy anh ấy còn không thèm scan vào mỏ chính. Nếu như vậy thì có lẽ game sense của anh ấy rất là tốt tại vì hiện tại anh đang để ra hai con Viking cùng một lúc và anh cũng cùng lúc đấy anh cũng đã để ra được thêm một con Thor và anh đang hiện về ăn mỏ ba vị trí này. Chúng ta thấy được rằng là macro của Poker Face khá là tốt. Vâng, và farm bây giờ là khá là chênh lệch, với chênh lệch khoảng tầm 40 farm hơn. Tuy nhiên thì 40 farm này chắc là sẽ là do không bốn là 40 farm chênh lệch thật, không phải do chênh lệch nông dân. Vâng, cường SKL đã up 7 con Brute Lord, 8 con Brute Lord rồi, 8 con Brute Lord là rất khỏe. Vâng, Có vẻ như Poker Face chỉ xây có hai con Viking để cho có lệ thôi thì phải. hôm trên Còn anh production tab chúng ta xây thấy được ba rằng con. là starport của anh ấy đã switch ra hai cái reactor và anh đã có thể xây được 4 con Viking cùng một lúc. Hiện tại đang có 3 con đang được kill và với 191 farm max như thế này chúng ta thấy được rằng Poker Face sẽ có được sẽ có được một lực lượng quân đội rất là hùng hậu. Vâng, trong lúc đó thì ba con Helion của Poker Face đã drop được vào mỏ 2. Tôi nghĩ là Poker Face cố tình để mấy con này chết để lấy thêm farm chăng? Vâng, có lẽ là như vậy Để và lấy thêm farm để xây Viking vì anh đã nhìn thấy được nhà nhà Greater Spire rồi. Vâng, có vẻ như chúng ta sẽ sắp sửa chứng kiến một trận đấu hai bên max out 200 farm. vâng, chúng ta thấy rằng là Poker Face cũng đang xây hai nhà Ghost vì chắc là anh đã định đánh late game với Max Nook và hiện tại anh đang có 7 con Viking, 3 con Thor và với lực lượng quân này khá là đông đảo. Vâng, và bảy con Viking này đã đang ăn trộm được một con Vulot rồi. Vulot bay rất chậm và liệu có thể vâng đã kịp phun gờ Và một anh con đã kịp Viking có chạy phải thoát để lại. khỏi fungal của con Infester như thế này. Và chúng ta thấy được rằng là một đàn Helion nữa, một lần nữa lại chạy vào mỏ thứ 3 của SKL Hunter và không biết rằng anh có gây ra được damage gì không. Tôi không nghĩ sẽ gây ra damage gì cả vì có đến hai cái BC ở Anh đây, phải ba micro, BC ở anh đây. phải micro. Vâng, tổng số nông dân giết được của Poker Face đã lên đến con số 26 Vâng, tuy và nhiên thì nhập vẫn có đến 63 nông dân nên tôi nghĩ 63 nông dân là cũng khá là đủ rồi. vâng. Và có vẻ như hai bên đã sắp sửa lao vào đánh nhau. Cường SKL đã cho Vulot đi trước rồi, quyết định tôi nghĩ là khá là sai lầm. Hai con Vulot đã được chết.
Vâng, có rất nhiều Corruptor hiện tại trên trời và số lượng Viking này không biết liệu có đủ hay không. Vâng, nhưng mà cũng có cả Thor ở dưới đất nữa, nhưng có vẻ như Thor không ưu tiên bắn Corruptor mà kể cả có bắn thì cũng không đau. Vâng, chúng ta thấy được rằng là cho Corruptor và Bulldog đi trước để tiêu diệt bớt tank. Và tôi nghĩ rằng là quân của hai bên, quân của Skill Hunter đang chuẩn bị lao vào. Toàn bộ Viking đã bị tiêu diệt và bây giờ Bulldog đang làm càn và phá hủy hết tất cả các quân đội có của Poker Face. Farm 200 farm, hiện tại còn 155 farm, 182 farm đánh với 155 farm và chuẩn bị SKO Hunter chuẩn bị lao vào. Và bây giờ chúng ta đang có 5 con Viking còn nhiều, rất nhiều Bulldog. Vâng, và số Corruptor lúc nãy bây giờ đã được khóa thành Bulldog và bây giờ không có gì để đấm trên trời nữa rồi. Không, thực ra là có thêm 6 con Viking nữa để 6 con Bulldog nữa đến rồi. 6 con Corruptor, xin lỗi các bạn. Và cửa SKO thậm chí còn thả rất nhiều con Infected Siren. Vâng, và 4 con Ghost đã được đẻ ra và 4 con Ghost đang snipe rất tích cực số đống Corruptor này. Tôi nghĩ là Ghost nên snipe Bulldog chứ nhỉ. Vâng, chúng ta thấy rằng là Bloodlust đã gây ra được lượng damage rất là lớn và farm của Teda càng ngày càng giảm sút. Hiện tại còn có 144 farm nữa thôi. Vâng, Ghost đã có quốc rồi và đang ra bắn chết Bloodlust. Vâng, vậy nhưng mà đúng, Ghost này đã hết sạch mana rồi, anh phải cho lùi đám Ghost này lại. Con và quân hai bên đã lao vào nhau, tôi không thấy bút lót đâu cả, chỉ còn có hai con. Vâng, một pha engage rất là đẹp mắt của SKO Hunter. Anh đã... Vâng, bây giờ SKO Hunter farm vẫn là, đã lên là 200 rồi. 21 con rốt đang được sinh ra. Vâng, chúng ta thấy được rằng sự áp đảo của nhiều Bulldog, nhiều Corruptor. Đây là chính xác là Air, Lead Air của Zac. Vâng, với Lead Air này cũng không hiểu là phải đánh như thế nào. Chắc là phải đánh bằng Marine. Vâng, rất đơn giản là phải dùng Marine và hoặc là phải dùng rất nhiều Ghost và Snipe chết sạch đám Bulldog thì sẽ giành được chiến thắng. Mà Snipe phải Snipe ngay từ trước. Còn bây giờ thì có lẽ đã quá muộn. Vâng, bây giờ đã có rất nhiều Rush. Tôi không nghĩ là ba con Ghost này sẽ trở thành anh hùng của trận đấu này. Vâng, 185 farm so với 86 farm. Và Poker Face vẫn đang rất cố gắng khi cho nông dân ôm cái Samara, ôm cái Quadcat. Nhưng có vẻ như tất cả nỗ lực của anh đều sẽ không thành hiện thực. Hoàn toàn không còn gì để mà nói nữa. SKO Hunter đã thể hiện được phong độ rất xuất sắc và vâng, bây giờ Bulldog đang được hóa. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc ở đây thôi. Pokerface đang cố gắng xây hai con núp. Vâng, và farm của hai bên bây giờ là một sự chênh lệch hoàn toàn. 99 farm so với cả 197 farm. Chúng ta thấy rằng sự nỗ lực duy nhất còn lại của Pokerface nằm ở con Ghost này. Con Ghost này đang ôm hai quả bom nguyên tử và chạy thẳng về phía base của SKO Hunter. Vâng, liệu có thể nổ được đống Ghost này không? Không được rồi. SKO Hunter đã chạy rất nhanh. Vâng, Poker Face có vẻ như là sẽ thả được một quả nuclear vào đây nhưng mà sẽ chẳng giết được ai cả. Vâng, và Good Game, Poker Face đã chịu thua trận đấu đầu tiên, trận chung kết này.